Nhờ vườn áo Phong Sơn gửi lời chào các bác yêu cây. Đó, chúc các bác đang xem video thật là nhiều sức khỏe. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh. Bác nào chưa kết bạn Zalo thì các bác kết bạn Zalo với nhà vườn Phong Sơn để xem các cái mẫu cây mới và báo giá các mẫu cây từng ngày. Đó. Trong video hôm nay thì em sẽ chủ yếu báo giá cho các bác hai tác phẩm, gọi là hai tác phẩm VIP của nhà vườn Phong Sơn. Mà VIP đắt tiền đối với em thôi, còn đối với các bác thì em nghĩ là giá nó cũng bình thường, bình dân. Chưa có cây nào tới 1 lít đâu, chưa có cây nào tới 100. Nên các bác cùng theo dõi video để các bác biết giá các bác nhé. Mà trước khi báo giá cho các bác từng cây thì em cũng tâm sự thật với các bác. Đó là cả năm ngoái thì em cũng tích góp, gọi là kiếm được một chút xíu. Và năm nay thì có dự định muốn mua một miếng đất, nhưng mà có lẽ là em sẽ không mua đất và dành toàn bộ số tiền em có để mua những cái cây đẹp, mua những cái cây già. Bởi vì tâm sự với các bác thì để làm ra được một tác phẩm đẹp, già, đẹp thì nó trải qua quá trình là rất là lâu, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Mà hơn nữa cái nhu cầu chơi cây của các bác bây giờ cũng rất là nhiều. Những cây già, cây đẹp thì hầu như bây giờ nằm ở trong khuôn viên nhà đẹp, những nhà có tiền, đại gia. Nên chính vì vậy cái giá cây đối với năm nay thì có những cây mà em mua vào nó đắt gấp đôi, gấp 3 năm ngoái. Đó, nói ra thì một số bác lại bảo là hay là đang làm giá hay là chiêu trò để thổi giá lên, thì không phải. Em có như thế nào thì em nói vậy. Nên là bác nào tin thì các bác tin, còn không thì cũng chẳng mất gì của các bác. Thì em thì việc em thì em cũng cứ nói thôi. Còn bây giờ thì toàn bộ số tiền mà em có thì em sẽ tích cóp mua những cây đẹp, cây già. Tuy nhiên là giá nó cũng phải hợp lý, mình mua được, mình cảm thấy người chơi chịu được thì mình mới mua, chứ không phải là mua bừa, mua cho được cây. Ví dụ cây không phải là 50 mà người ta quát 500 thì mình cũng mua, như thế là mua bừa mà mua cho được. Thì mình mua giá đấy thì nó cao quá, phi thực tế thì bán ra cũng chẳng ai mua. Đấy. Và thôi, cũng không vòng vo tam quốc nữa, thì em xin phép được báo giá các bác. Đây là cây số 1. Đó, cây này thì rất là mới đối với các bác và em cũng mới đưa về sáng nay. Cây này thì trên một chiếc chậu, gọi là chiếc chậu đắp tay. Thì không giấu gì các bác, cái chậu này thì hiện tại nếu như có đắp tay thì giá nó cũng rơi khoảng tầm 10 tới 11 triệu tiền công đắp tay. Đó, tiền công với vật liệu đắp tay. Mà chậu đắp tay thì bao giờ các bác cũng có cái độ gọi là hàng làm thủ công, bao giờ nó cũng có cái độ chất. Đó. Còn đây là một tác phẩm xanh Nam Điền, dáng làng, hoặc các bác có thể đây là tam đa phúc lộc thọ, có phúc có lộc có thọ. Đó, các bác chơi phong thủy. Cây này thì nó cao từ mặt chậu lên khoảng hơn 2m, khoảng 2m2, 2m3. Và tán cây này nó bay khoảng tầm 3m rưỡi, 3m6. Đó, cây này thì cả cây cả chậu thì nó rơi khoảng tầm 4-5 tấn, bởi vì sáng nay em phải dùng một xe cẩu rất là to thì em mới cẩu được. Đó, cây số 1. Đầu video xin phép báo giá các bác, cây số 1 là 95 triệu cả cây cả chậu, bao ship cho các bác trong bán kính là 200 km đổ lại. Còn các bác xa hơn thì các bác phụ phí, các bác ở miền Nam thì chắc chắn các bác phải phụ phí thêm tiền vận chuyển. Tiếp theo là tác phẩm số 2, cũng là một tác phẩm dáng làng trên thềm đá. Đó, cây này trên một thềm đá, cây cao từ mặt chậu lên là 2m8, tán từ trái qua phải là 3m6. Đó, hai cây thì kích thước cũng gần tương đương nhau. Cây này trên chiếc chậu dài 2m rưỡi và ngang là 1m rưỡi. Đó, cái cây này, dáng của cây này thì nếu như các bác nào ngày xưa các bác có cái tủ kinh ấy, thì các bác nhìn thấy cái dáng gần như kiểu dáng cây đa làng người ta hay khảm trên các cánh tủ đấy. Nó rất giống cái dáng đấy, dáng này và cái dáng lão. Và em cũng xin phép được báo giá công khai cho các bác cây này cả cây cả chậu là 82 triệu là bao vận chuyển, tác phẩm số 2. Tiếp theo là một tác phẩm số 3, là một bộ đôi hai cây. Đó, cây này thì các bác cũng biết rồi, cây này thì giá rất là bình dân. Đó, cây này thì là 13 triệu một cây, tuy nhiên thì em bán theo một đôi là 26 triệu. Còn các bác bán một các bác mua một cây thì em không bán, bởi vì nó ăn theo đôi. Cây này thì các bác có nhà biệt thự các bác để hai bên, các bác chơi nhà cổ cũng được, hoặc bên công ty các bác để hai bên cổng thì nó cũng rất là hợp lý. Thứ nhất là giá hợp lý. Đó, 26 triệu là báo công khai. Nên bác nào ưng thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em, hoặc các bác kết bạn Zalo. Bởi vì giá này thì gần như là không mặc cả nữa các bác. Em có bớt lọc, vẫn bớt lọc một vài trăm. Còn em đã báo giá công khai để các bác cùng mua. Tác phẩm số 3, 26 triệu. Tác phẩm số 4 ở trong ngày hôm nay cũng là một cây xanh Nam Điền, dáng trực hoành. Cây này thì rất là già. Cây già, da nó vàng rồi. Các bác cùng nhìn da này. Cái da nó vàng, và
và các bác cảm tưởng là các cái rễ nó mọc gần nhau lâu ngày nó sẽ đan thành nhau, nó bệt lại, thì các bác cũng biết được cái độ dài của nó. Tuy nhiên thì cây này thì em vẫn phải làm lại một chút xíu các cái chỗ đầu rễ đó, đầu rễ chặt đi thì em có thể là phải dùng máy lũa lũa nó lại rồi bôi cho nó một lớp keo lũa. Thì nhìn cái cây nó sẽ sạch sẽ hơn. Bởi vì các bác cũng thông cảm, thì nhà vườn em cũng nhiều cây, đôi khi thì mình cũng không chăm chút hết được từng cây. Còn nếu như các bác về chơi cây thì các bác trong vườn có một vài cây thì các bác rảnh lỗi thì các bác có thể cắt được, tỉa được, làm được. Bởi vì cái đấy rất là đơn giản. Và em xin phép báo giá tác phẩm số 4 này là 32 triệu. Đó. Vậy bác nào ưng tác phẩm nào trong 3 tác phẩm trên thì các bác có thể gọi điện trực tiếp trong con số điện thoại ở trên màn hình, hoặc các bác cứ kết bạn Zalo. Các bác kết bạn Zalo, nếu như các bác không mua được cây này thì các bác sẽ mua được cây khác. Tuy nhiên thì về thực tế thì cây năm nay thì nó cũng đã hiếm hơn năm ngoái rất là nhiều. Vậy nên là bác nào có điều kiện thì các bác mua để chơi, các bác ủng hộ nhà vườn Phong Sơn. Rất mong được giao lưu với các bác. Kính chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bác rất là nhiều.